Đầu video buổi trưa hôm nay mình xin chào các bạn nha. Chúc các bạn một buổi trưa vui vẻ và nhiều điểm phúc nha. Trưa nay thì Lan đãi bắp nè. Điệp ở bển này, Điệp không có qua được rồi. Em nói thiệt chị sao em không có gì mà em làm được. Thiệt em nhìn sơ qua đi đám em nhìn sơ món đó là gì em làm được. Trưa nay ăn bắp với ăn chú chát chấm cơm mẻ. Thì chú chát thì chấm gọt luôn đi. Chắc trưa này mà ăn nguyên nồi bắp này no tới chiều luôn. Không để nắp sao mấy trái ở trên nó chín. Gì hả? Hôm nay qua nhà của Lan chơi thì Lan đẩy món chuối giò cui chấm cơm mẻ nha các bạn. Chấm cơm mẻ thì kèm theo thêm trái đu đủ mua dịch nữa nè. Làm chú chát chấm cơm mẻ thì bà xã mình có phụ họa thêm một trái xoài nha các bạn. Ủa xã em không có chồng hả? Chồng mà mới tốt. Chuyện qua bữa nay sao em lại mất tiêu rồi? Anh đốn rồi. Trời ơi anh bán em nãy ơi. Bà khùng quá bà khùng. Chưa cho nãy đâu còn. Vậy là chuối mình là mình xin ha. Xin của anh Út đã à. Xin của anh Út. Một nãy. Tự cho. Xin được nãy. Có gì là mình xài nửa trái đu đủ quá vậy? Có ai ăn sống thì ăn. Gọt hết đi. Hồi nãy thì làm cái chén cơm mẻ rồi, bây giờ Lan làm cái chén giấm nha các bạn. Chén giấm để chấm đu đủ ăn nha. Chín nó rụng luôn cái gì? Chín rụng luôn ai đâu ăn đâu. Bao nhiêu đây? Rồi được rồi đó. Nước này là nước giấm nha các bạn. Nó quậy lên. Làm giấm đường. Làm giấm cái này là làm nước giấm đường để lấy đủ chấm nha. Rồi đủ ra đây. Chú chát ra đây. Thèm không? Quá xuất sắc luôn ha. Bầm một mớ xả để bỏ vô cái chén cơm mẻ cho nó ngon nha. Cơm mẻ là phải có xả. Ủa cái đó là cơm mẻ hay giấm giấm hả? Cái này giấm giấm để ăn đu đủ. Còn cái cơm mẻ đang làm trống á. Cơm mẻ chút xíu là ăn chuối này cặp với đu đủ với cơm mẻ với xài. Ba thứ. Buổi trưa này các bạn thì cả nhà mình ăn giặt một tí nha. Cái chén này là mình làm cái chén giấm nè. Muối với đường với ớt. Cay không? Còn đã. Đã lắm. Đã cái gì mà đã? Nó chua chua, nó ngọt ngọt. Nó cay cay. Nó mặn mặn. Chút xíu là đu đủ là mình chấm thái mỏng ra mình chấm với giấm nha các bạn. Còn cái chuối này á thì chút xíu mình cũng cắt mỏng ra cặp với đu đủ nè với cặp với xài chấm cơm mẻ ăn. Chén cơm mẻ cũng đã hoàn thành rồi nha các bạn. Cái này là to luôn luôn chứ chén gì nhìn không là đã thấy thèm nha. Còn bên đây là cái chén giấm nha. Giấm thì mình lấy đu đủ mình ăn kèm với chén bên đây. Còn chuối thì mình ăn chấm chuối chát mình chấm cơm mẻ nha. Chuối dài lắm rồi. Ngồi dưới gió mà nghe mùi cơm mẻ chịu không nổi à.
Chị nói lại cắm liền. Để ăn đi. Ừ, bước cắm liền. Bà con của bác. Lụm đi bà con của bác ơi. Ghế đâu hết rồi. Ghế nè. Lan ngồi sát vô ăn lá. Hả? Lan đẹp. Ghế còn hai cái nữa mà. Kêu nó ra ăn luôn nha. Rồi bữa trưa nay mình ăn giặt tí nha các bạn. Rồi mời các bạn cùng dùng nha. Đây là miếng đu đủ mình chấm giấm nha. Thử miếng nha. Bà ăn được không? Quá tính hình này. Đúng không? Ừ. Tiên ăn tiên. Để. Đổ vô ca kia con. Chắc nước qua ca bên đây để mà nó làm. Này mẹ cho xài chín nha. Chua. Chấm miếng chuối à. Chuối này như nó muốn chín rồi nè nha. Chuối già. Chuối già. Ăn mặn luôn. Quá đã các bạn. Bốn chế ớt ngọt mà không cay không. Không cay không. Mà cay quá thì em ăn không nổi. Ở trời mát mát ha, con với sợ nổi rồi. Bắt về ăn đâu ăn liền được đâu. Nãy giờ là gọt ra thấy đổ chối là nó là miếng chín rồi. Nó không có dịch đó. Tại vì nặng cháy cái cháy cái sớm ăn có ăn đâu tiếng không? Không bắt cái ngầm thiệt không? Dưới một nhóm đi luôn. Ôi ơi, sáng giờ không nói. Trời ơi, trời ơi. Kẻ họ có nước ăn không? Ê, nước đi. Đem đem nướng. Ừ, nướng. Nướng ngon dữ lắm. Nướng ngon lắm. Cái chấm với ớt. Chấm với ớt kìa, của con làm á. Bắt đi con. Ai ăn rồi hả bác? Bắt đi. Ăn rồi đó. Em ơi, rồi thôi đi, bây giờ mình đi kéo bao tử cho nó gọng gọng chút đi. Ăn không ăn? Muốn banh sát luôn. Đủ đủ nè. Anh Tư kêu ăn à. Chúng ớt cái đâm đâm thầy mà xay. Đúng rồi. Nặng chanh vô, cái cá nướng cái cá. Nó làm cái sáo nữa thèm. Nướng cái xé thịt nè, trời bỏ vô miệng cái. Ở dưới còn có lớp đồng nữa đó, đem lên nướng chấm cái cơm ớt. Cái ớt nữa rồi, bữa nay chưa nay. Có lớp bằng cơm cay nè. Bà hay đi, có nó nhà đi, nó có cái giống gì cũng đem ra mời bà ăn. Nhưng cái tiếng là ăn là đã nghiện rồi. Chính cái nồi này là mình nướng. Tiếng là nướng cao kiến á. Chắc hồi đây mày đang tới chiều. Nhưng là có cái lò nướng riêng của ông thằng ơi. Có cái lò than. Phải không? Ừ, nướng này vẫn vô được. Nướng này ngon hơn, nướng này thôi là nhúm than. Nướng này ngon á. Mê rồi. Được chặn rồi. Nó đưa cho. Con ghế nè con. Con ghế nè con. Ghế vậy? Để gì trọng anh lấy ghế chia ra cho em ngồi. Cái ghế một á. Cái một nào? Ghế không dựa đó. Con mắt anh. Cái ghế cùng khang á. Nè con ngồi ở này nè, tôi ngồi đó chứ. Tôi ngồi bên đây ngán mà. Con. Ngồi cái này. Cái gì bắt nó. Thôi. Ngồi đi. Hàng chó ta. Cái đít cái đầu hơn cái đít. Ngồi đi. Cái đầu cũng ngon. Đít nó mềm. Nó mềm nó ngon hả? Có đủ vô ăn nó giòn. Bớt chát tí nữa. Thì bởi vậy. Mà chuối này đâu còn chát nữa. Hết chát rồi. Chuối này sắp chín rồi. Nãy ông kêu chị mà lột cái vỏ xanh nó còn chừa cái ấy lại cho ông ấy. Ngoài ra. Đây nước cho nó uống. Từ. Lạnh rồi. Bỏ nhà báo mặt mà. Uống lạnh không? Sao chịu lạnh này đi họ. Uống lạnh nó không một căng không. Trời ơi răng nó mọc 80 cây rồi. Sao uống là 4 cây rồi đó. Chuối cơm mẻ bên đây thấy không ai hảo cho ta. Hảo mẹ cũng hết. Sao ạ? Sao hôm bữa nấu chưa cơm mẻ đó? Không. Nấu mẹ. Mẹ không à. Nhà em mà còn mẹ không, chấm cũng không nấu. Giờ nó nấu mẹ. Đợi đang đợi lửa đang ngưng cái nồi là bay xuống bắt cái chiến liền đó. Mấy mình nướng mình lấy lò nhúng đây đi. Bắt lên cái mỏ bụng ra quay qua lên là nó được bắt đầu chín.
à? Ủa, không mà con ơi, con định có đu cái cây uống sữa không? Đu. 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 Cái này mình cắt đúng rồi, mình phải ốc mà ốc quắn á, ốc quắn á, ốc đắng á, ăn ngon lắm. Con chuột có bên chua mà em còn không chấm ăn mà đừng nói tới mà nghĩ sao. Người ta nói con chuột nấu bên chua là người ta chiên rồi, người ta mới nói. Thì em nấu bên chua chiên hả mà. Đúng vô con đây à. Cưng con ăn chuột chưa? Ăn chuột dòng hôm qua chưa? Nói trời ơi, chuột trộn hôm qua sao ăn? Cái bãi dẹp. Giờ thằng cháu gửi nè, nó bắt cái ô kiến lên để nướng các bạn ơi. Vậy là mình ăn bắp đồ chua rồi, sốt ruột rồi, là mình ăn bắp này nữa là vừa nha. Rồi cá nướng nữa, cá lau kiến thằng cháu gửi nó đang mặn ở dưới nha. À, chưa? Bắt rồi. Bắt lên nhiêu con? Không phải ấu dài, gắn mua ấu gì nấu à. Có chùm ấu nữa. Ủa ở đây chùm ấu được sao ta? Cần có cái ao á, cái vuông. Ta có ruộng nè, ta hả gì chùm. Ăn nhiều chứ hả? Trời ơi, nhiều quá, mới mốt qua nhà em mốt. Sợ chút nhắn cho qua. Chưa chân rủ bắt ốc rồi kìa. Bởi vì vậy nói chị cho mình ăn cù nó mới sợ nè. Hả? Ăn bỏ cù này nè, nó mới sợ nè. À, bữa nay chiều không vừa bữa nay không làm tiết mục nhiều mini chế với lẫn rồi nay nhiều nhiều tiết mục quá sảnh vô sảnh vô không làm gì không có làm ăn được gì. Để tấm hình em bắn qua bên Zalo đó, sao bỏ giờ rồi tao bỏ một cặp kìa, tao gửi rồi là sáng giờ nó quay trời ơi trời. Dở về dắt phim mới 5:30 thức dậy lấy tấm hình bỏ cặp rồi. Yên tâm. Ấy sao mà tám đặng ở bên đây nè, gửi tấm hình đây. Vài bữa nữa em đi mấy em cắt kiến em đổ vô cơ cho mấy gắn vô trong khung hả? Cá lóc đồng luôn hả? Ừ, cá lóc đồng đó. Vậy là cá lóc này chút xíu nước luôn hả? Ừ. Ồ. Nồi cá lóc kiến không là ăn no rồi, muốn còn cá lóc nữa hả? Rồi, no tới ngày mai luôn. Mình chấm chấm đi các bạn, thấy thèm không? Cái chén này là quá ngon, sắc. Rồi ngái, ngái kìa. Mày kia hả? Hiện tại cả nhà mình ăn chú chát chắc chưa ăn hết nổi vậy các bạn, chú chát vừa đủ ăn hết nổi rồi, còn cái chén cái tô con mẻ các bạn thấy thèm không? Cái này mà có một mớ ốc quắn ha, ốc đắng ha, rồi luộc chấm cái này nè, rồi ngon cực kỳ luôn á. Bà mì chiên nữa đó. Cái bảo em nói chung qua em là cái gì bà mì chiên thì chuối chiên hả? Chuối chuối gì chiên? Chuối chiên chiên đi trồng đường. Trong thời gian chờ bắp nguội thì nướng vài con cá lóc. Mà con cá lóc à? Với cá lóc kiến. Ăn chơi gì à? Cái lóc theo em nghĩ nướng chui thì nó ngon hơn, nướng rồi mà nướng cho nó cháy luôn á. Thì này là em nướng này em nướng là cho cháy không biết à. Thì em ăn ít hơn. Có trứng không? Có con này có trứng không Quẩn? Dạ không. Qua thằng Phục là thằng Phục có đãi cái đầu kiến không à. Qua đây Lan đãi đầy đủ luôn, thập cẩm luôn. Cái gì cũng có. Cái gì cũng có. Sáng giờ trời. Món đặc sản không nha.
Dắt chưa bừng buồn nướng cái lóc, nướng cái lò kiến, cái chấm muối ớt ăn chơi vậy. Sao đi học gần đây không sao? Dĩ sáng rồi chị. Chỗ cây cầu á. Rồi cho lá chuối vô mình để cá lên nha. Hết bài luôn. Để trên bàn nè. Hôm nay mình ăn giặt món dữ không ha. Nào là chú chát chấm cơm mẻ, xong rồi cái ăn cá nướng. Rồi xong rồi ăn bắp. Chưa đâu, từ từ đừng hấp. Không, con cá giữa, con cá mà giữa chín rồi đó. Hết bài luôn á, ngon quá. Chấm ớt này chấm chấm cá nướng thì còn gì của nữa. Cho anh ăn cá lợn kiến anh ăn không anh? Ủa sao vậy? Không ăn được kêu kiến hả? Anh lợn dễ gì? Nào gì đâu ăn? Con cá mà dính cá lợn kiến không? Nhận lưới không? Xé một lỗ lưới chằng phẳng cho con cá đi. Rồi sao không qua đây luôn đi? Dẹo lên. Từ mẹ cho. Đó cái muỗng chở cái đầu lại. Rồi để. Không vô ăn đi con. Dưa này ăn giặt cái kiểu này là dân ở chợ gặp chịu sao nổi. Con không ăn. Chú chanh hay gì được? Có được rồi, cho kẹo ngon. Giờ chấm mới ngon chứ. Ngóng le ăn ngon rồi. Đã. Mình thấy đường, thấy đường tí. Ở này đâu đâu có đường hả? Không chấm muối à? Mua đường. Mua thì miếng đường ngon. Dạ miếng đường cho không ạ. Thôi, gì rồi? Nè hả, không ạ. Trời, cái lọc cho con nha em. Cái người lọc cho ăn kén hay gì. Trời trời, tao đi lại nó bóc bỏ hồng mũ của khác nhau. Ơi, con ăn đi, con ăn đi. Khác nhau chứ. Lúc vô hồng là không đó. Nè, tự bóc vậy ăn. Gặp gì vậy? Nhìn cá chín vừa phụ tiếp đem lên. Trời, tưởng gì. Chín giờ lên kẹp cũng ăn giờ lan à. Có phụ đem lên chứ. Cá ơi. Có phụ đem lên còn con này quá. Cá ơi, nhìn nè. Có con gì sao rồi. Hả? Có con gì vậy? Có hả? Nè. Rồi. Ngon thịt gà chứ. Ăn con đâu lần rồi bé. Không. Sao vậy? Em ăn lại, em ăn rồi. Em ăn rồi em dành hết luôn. Chỉ là mình nướng này mình ăn đâu được đầu bỏ đầu bỏ chứ nếu mà luộc xả là cái đầu bắp béo hốt giờ bạn phải lắp đồng nữa. Cái ơi, cài dạy con ăn bỏ nè. Cái ơi, lại đây đi. Ui, nóng quá nè. Ở đây có cái lụm cây này, lấy tự. Mát, đây nè. Mát xuyên suốt nhiều ngày luôn á. Cái này nó mát tối ngày luôn mà. Mát tối ngày luôn. Quá trời ngon rồi, trắng nắp luôn rồi. Cá lóc đồng đó. Trắng nắp. Trắng nắp. Gà khối luôn. Hết bài luôn, ngon hết trời ngon. Các nghệ Thành ơi. Ngồi bên kia đi, con ngồi đây đúng được. Đi em mà. Con ngồi đụng giờ em đó, cái giờ em ngồi lên là kỹ cái chân em. Em đi mua đồ. Xưa này cái cá tẩy mà ngon nè. Chó con nó nằm nó dữ quá trời. Đi. Nó biết ăn lắm. Yeah.
Đợi nữa. Nó ăn không có kén ăn. Trời ơi, không có kén ăn. Ăn được cái da các bạn. Đã. Phê. Ở đây hồi nãy. Mình ta đâu nói, ta nói với các bạn ta mà. Cái linh nướng đi mẹ luôn. Yêu nó nhai thì nó nhai, không nhai thì nó bọc. Ăn con lóc này thiếu đường xì đế à. Mất cục à. Đem kem cho chị Tư mày ơi. Uống xì đế mới đúng bài. Ăn một miếng cái lóc ha. Uống thêm xì đế. Vụ lô kiến của họ mình đây mà. Được xả nha, thèm được xả nha. Đem về mình ơn em hút 1 ký. Ở đâu? À. Bà đặt lú lắm. Ở con. Ăn hết rồi đi. Còn món nữa. Còn bắp đó. Bậy. Nghĩ gì vậy? Lưng thịt người nướng. Lưng thịt người nướng. Giòn ngon lắm. Lưng bỏ có từ đó. Ở đâu rồi là? Ở chỗ chị là? Hãy cho nước qua là. Nó hỏi cái lưng luôn. Hỏi lên luôn rồi. Thịt người nướng. Ăn xong rồi cái vô nấu cơm đi. Thì lần kia hai mỗi người muốn về cái nấu canh chua cho Sáu với Diện Tư rồi ăn cơm bây giờ. Trời ơi trời. Hết nói của em. Này trộn vậy ngày ăn luôn á. Con bắp rồi con. Từ sáng tới giờ luôn đó con. Bắp. Con bắp rồi con. Cái chứ giờ vậy bữa nay mình đâu có mua gì đâu. Diễn Tư rồi mua đồ nấu rồi đâu có mua gì đâu. Sao lúc chiến cũng mình bắt kinh hình đâu có mua đâu tốn tiền gì đâu. Chiều nay hai con muốn cái nữa là cũng đâu có tốn tiền đâu. Cái nhà lá giường mà đồ ngon nữa. Cá với ao với vậy. Cá lóc thì cái lóc đồng. Đồng luôn nè. Ăn xếp xong rồi. Nãy mình tính bắt cá lóc mình tụng tài cùng bê lớn lên là nướng. Có hả? Con cá lóc bự lắm bự. Dữ hả? Giờ cá lóc nuôi hả? Cá lóc bự sáng. Rồi mới tụt hay đi chắc ngay mà quần quá. Trời ơi. Cá lóc đồng mà ăn là bỏ dai còn gì của nữa. Lắm da còn lại coi luôn vẫn. Ba. Cái này bỏ đi. Lẹ cay quá rồi. Ăn bắp đi. Ngon quá. Để đây để con nhét nhỏ ngoài bà. Thôi quay chú hát đi trời ơi. Trời. Chỗ đi ăn quay chú. Tới màn lột bắp. Có ai lột bắp nhanh hơn? Tự nhiên để không cái nó khô gì vậy? Chưa chín đó con. Chưa chín. Phá ăn bắp này nha. Cháu ăn. Cháu biết ăn. Kêu cái gì? Ăn trái đi còn nửa trái ai ăn? Dạ nửa trái rồi. Lột cái được không? Tiếp nửa trái nha. Ăn hết 1 trái. Anh biết từ nãy giờ là ăn biết bao nhiêu. Biết nhiều bao nhiêu trong bụng. Ăn liên tục. Nghỉ chỉ được nửa tiếng nữa. Cái này qua khỏi nghỉ luôn nè, qua mềm đó. Nghỉ luôn. Đó con, ăn này chưa qua khỏi cái kia nữa là tới nữa. Chưa qua khỏi kia. Ăn cơm chưa qua tới mềm đó. Đã chưa nhắc hết, chưa tục đó. Dạ. Bắp này ngon. Có bỏ muối với bỏ đường mà, phải ngọt rồi. Bắp này cũng đâu thấm mà có mấy trái ngoài kìa. Trái ngoài mới ngon. Ăn đừng hỏi mà ăn. Hét bấu. Giờ mày vô trống kim nồi cơm mà quay hàng. Vô nồi cơm mà quay qua bắt lên chua lên là cơm. Hết nồi rồi. Cơm chua chín là quay qua nồi cơm chín là bật lên ăn nữa. Là lãng hai mớ rồi muốn là vũ lắm rồi muốn ngon luôn. Tụt lên theo cái đường mương á mà. Về nấu con chua với bông điện. Cái đâm chữ ngớt cái ăn cơm cái. Chưa nói nữa mà lắc đầu rồi. Chưa mời nữa lắc đầu rồi. Cái miệng sao nói biết á. Bữa nào con không chữ nó láo quá xong nó quay lại chữ con ngược lại á. Vậy hả? Má này vậy anh. Chữ con á. Rồi buổi trưa hôm nay gia đình mình ăn giặt đến đây cũng đã nôi các bạn. Đã nôi nha. Nôi banh xác chân rồi.
Rồi, mình xin tạm dừng video tại đây nha. Các bạn xem xong nếu thấy video hay thì bấm nút đăng ký kênh ủng hộ kênh hai chồng mình nhé. Rồi, tạm biệt các bạn nha. Bye bye.